Em kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Và em cũng kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc hành trình của mình. Anh hai đang đi mua đồ biển để ăn, tại vì đồ biển đây bán tươi và rất ngon. Tại biển Bắc Ta Gia, lúc trước mình thường đi thì rất là đông, vui lắm. Bây giờ thì quá vắng. Thấy cũng tội nghiệp cho người ta. Sầu riêng một vỉ là 40 bát, ăn rất là ngon. Gà nước chấm bia, đây là ngồi ngoài biển thưởng thức. Biển hơi vắng. Cơm này mua tại biển là 900 bát và một chai bia là 180 bát. Bây giờ rời biển Bắc Ta Gia để về lại đất liền ăn cơm và
Bây giờ thì xe sẽ đưa mình về khách sạn. Về khách sạn nhà mình vui lòng trả cái khăn tắm, mang khăn tắm xuống mình trả khăn tắm xong thì anh chị sẽ vào bên trong nhà hàng ăn cơm luôn. Ăn xong mình lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Thành viên nào muốn lên hồ bơi á, có hồ bơi trên sân thượng luôn, lên đó bơi. Ngủ một giấc đến 3 giờ chiều hôm nay mình mới đi tham quan. 2:30 Kim Đăng Xuân và em Rung cài báo thức cho nhà mình ha, cài báo thức qua điện thoại. Anh chị vui lòng cài thêm cái điện thoại nhà của mình nữa. 2:30 mình báo thức và 3:00 mình sẽ khởi hành. Chiều hôm nay mình đi city tour, đi trong thành phố này, và sau đó tối nay anh chị có coi một cái show trong chương trình tour. Cái show này bao gồm trong chương trình tour gọi là show ca. Mình coi cái show này xong rồi tối về khách sạn, và có thời anh chị về đến khách sạn tối ngày hôm nay khoảng 9:30 về tới khách sạn. Sau đó về khách sạn thì nhà mình muốn đi chơi, mình đi dạo dạo chơi được. Ok ha. Anh chị thấy giờ này ở khu vực này vẫn ít người. Khu này người ta gọi là khu phố Tây á. Khu này đến khoảng tầm 3:00 chiều thì bắt đầu có người nước ngoài mới nhiều. Họ bây giờ ngủ. Có nhiều người, nhiều quán bar mở cửa đến 5-6 giờ sáng rồi. Đó, xuyên đêm luôn, không có giờ giới nghiêm. Ở đất nước Thái Lan này thì ở Pattaya này thì chỉ có những ngày mà những quán bar nghỉ. Một là những ngày có tang của gia đình hoàng tộc, của công chúa, của hoàng hậu, của vua, thì những ngày đó những cái được địa điểm ăn chơi á họ dừng. Hoặc là ngày sinh nhật của đức vua. Là đến Thái Lan họ rất là thích buổi tối á, có giờ gọi là buổi tối có cái địa điểm cho họ đi vui chơi. Ví dụ như mình đơn giản thôi, tối vào 11 ngày 12 giờ đêm mình ra ngoài khu đường phố Sài Gòn mình đổi tiền cũng khó rồi đúng không? Ở Sài Gòn mình khó đúng không? 11-12 giờ đêm mà người Tây họ vào Sài Gòn mình không biết đi ăn chơi đâu, chỉ có vô những quán bar lớn trả tiền nhiều. Ở Thái Lan vô một cái quán bar như thế này họ chỉ cần trả 90 bạc cho một chai bia, hoặc là hơn 100 bạc cho một chai bia họ có thể ngồi trong quán bar uống rồi. Nên là tức là khoảng 70.000 đồng Việt Nam, là 80.000 đồng Việt Nam mà có thể vô quán bar mà uống mà thoải mái. Và người Thái buôn bán á, người Thái là một trong những quốc gia buôn bán lịch sử nhất nói về thành phố. Ôi rồi coi kìa, dạ quá chạy Thái Lan. Đây là những món ăn đặc sản của đây, nhà hàng nào không biết tên gì luôn. Sau khi rời khỏi biển Pattaya, mọi người ai cũng đều mệt và đói bụng. Cho nên dùng bữa cơm này xong là đi coi phim luôn. Thank you.
Quỳnh Hương quay đến đây là xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau. Kính chúc quý vị xem biết thật là vui vẻ. Và nhớ bấm like, share, đăng ký ủng hộ giúp cho Quỳnh Hương nhé. Quỳnh Hương rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Em xin bye bye quý vị. Bye.